Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết ngày 16 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, hôm nay Quảng Ngãi trời có nắng ở nhiều nơi, vẫn rất thuận lợi cho các hoạt động du xuân của người dân. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 26 độ C. Còn thời tiết ngày mai, ngày 17 tháng 2, theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, ngày mai dự báo trời sẽ không mưa, đêm và sáng sớm trời nhiều mây, sau đó giảm mây, trời nắng. Một số nơi ở huyện Bình Sơn sẽ có mưa nhỏ, nhưng lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ trong tỉnh tăng so với hôm nay, dao động từ 21 đến 28 độ C. Và sau đây là dự báo thời tiết cụ thể một số nơi trong tỉnh vào ngày mai. Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể, trời lạnh, ngày giảm mây, trời nắng. Trung tâm thành phố Quảng Ngãi, không mưa, đêm và sáng sớm nhiều mây, trời lạnh, ngày giảm mây, trời nắng. Thị xã Đức Phổ, không mưa, đêm và sáng sớm nhiều mây, trời nắng. Thị trấn Ba Tơ, đêm và sáng sớm nhiều mây, không mưa, trời lạnh, giảm mây, trời nắng. Lý Sơn, không mưa, đêm và sáng sớm nhiều mây, trời nắng. Chuyển sang thông tin thời tiết ngư trường. Thưa quý vị, những ngày đầu năm mới, tàu cá của ngư dân xã Kỳ Ninh, Hà Tĩnh nối đuôi nhau ra vào bến. Nhiều tàu trúng đậm cá cơm hay cá ghé ở những vùng biển gần bờ mang về thu nhập cao. Qua một đêm đánh bắt, nhiều tàu cá đã thu về từ 5 đến 10 tấn cá. Trừ các khoản chi phí, các tàu cá thu về hàng chục triệu đồng. Thời tiết đang thuận lợi cho bà con vươn khơi. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, khắp khu vực Vịnh Bắc Bộ hay vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 4, trời ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Với ngư trường từ Bình Định xuống đến Cà Mau, dự báo thời tiết ít mưa và tầm nhìn xa trên 10 km. Nhưng bà con lưu ý, gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, độ cao sóng từ 1,5 đến 3 m. Với huyện đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai có mưa vài nơi, trời có lúc nắng, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển phía Tây, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Huyện đảo Hoàng Sa dự báo có thời tiết tốt, trời ít mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, thuận lợi cho tàu thuyền vươn khơi đánh bắt. Sau đây là thông tin dự báo thời tiết trên đất liền, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 2, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo sẽ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2, khu vực này được dự báo có mưa, mưa rào và dông rải rác. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C. Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ C. Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Lâm Đồng có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C.